trải nghiệm lần đầu bán bánh ở hội chợ. Hello mọi người, thì hôm trước mình có nói với mọi người thì mình có tham gia một cái gian hàng nhỏ nhỏ ở trong lễ hội bánh dân gian Cà Mau. Thì mấy ngày hôm nay mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bà con cô bác nè, cũng như là mấy bạn nhỏ đến đây để cùng nhau là mua bánh ủng hộ bằng nè, cũng như là bà con ở dưới quê. Càng hơn hết nữa là những bạn nhỏ đến nè, check in nè, vui chơi rồi trò chuyện giao lưu cùng với bạn rất rất là nhiều luôn. Bạn rất là vui vì điều đó. Cái điều mà mình thích nhất ở trong đây là được các anh chị em nè, bà con cô bác ở đây nè ha, cho đồ ăn quá trời luôn mọi người ơi. Và thật sự là năm nay nha mọi người, ở Cà Mau quê mình nó làm cái lễ hội bánh này mình phải thốt lên một cái là wow, nó quá là lớn đi mọi người ơi, thật sự lớn luôn nha, rất rất là nhiều gian hàng bánh dân gian nè, cũng như là rất rất nhiều cái sạp thương mại luôn. Ủa bữa nay đang rảnh luôn á. Bữa nay cũng rảnh. Ờ bữa nay cũng rảnh. Thôi chứ đi qua gặp anh em mình đi. Mình rất là vui khi mà mình thấy Cà Mau của mình á, quê hương của mình á đang phát triển rất rất là phát triển từng bước một, chỉnh chu từng các gian hàng nè, chỉnh chu từng cái món ăn. Và về cái công tác an ninh á thì là mấy chú bảo vệ nè, mấy chú công an nè rất 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 là chỉnh chu luôn nha. Buổi sáng á thì hơi là vắng, nhưng mà em nói mọi người nghe nha, buổi tối rất rất là đông luôn nha. Trời đất ơi, em nói mọi người nghe nè, mỗi ngày em đều trông ngóng tới cái khúc mà em bước ra ngoài này nè mọi người, để em chơi, em giao lưu với mọi người. Trời ơi, tao nói nó vui gì đâu luôn á, nó vui một cái thì thôi luôn nha. Có mấy cô chú nè lặn lội từ xa xuống nè. Trời ơi, em tưởng đâu là chỉ ở Cà Mau em lặn lội lên thôi nha. Mấy bạn ở Kiên Giang nè, Cần Thơ nè, rồi xong rồi Sóc Trăng, Bạc Liêu, trời ơi xuống rất rất là nhiều luôn. Mình rất là vui vì điều này luôn á. Mấy bà nhỏ còn giữ nữa. Trời đất ơi, phải đu đeo ha, cha mẹ phải chở ra cho bằng được ha. Trời ơi, con phải ra con chụp hình với anh bằng con mới chịu. Đó ha, bắt đầu chở hai mấy ba chục cây số ra ha. Chụp một tấm hình đó gì đó. Trời ơi, ấm lòng chiến sĩ gì đâu mọi người ơi. Nãy giờ em nói toàn gian hàng của em không à. Bây giờ em sẽ kể cho mọi người nghe những cái gian hàng kế bên nha. Trời đất ơi mọi người ơi. Nè, tức là trong tỉnh Cà Mau nè, rồi mấy cái huyện nè, đó lên đây nè ha, cái là mỗi chỗ mỗi sạp mỗi gian hàng là mỗi cái một cái món ăn khác nhau nè ha, rồi nè ha, rồi bánh trái nè ha, tất cả rất nhiều bánh luôn, những cái bánh mà hồi xưa mình hay ăn nè mọi người, rất rất là nhiều luôn, mọi người nên ghé tham quan cũng như là ủng hộ mấy cô chú này nha. Và sau 2 ngày á mình ở trong cái lễ hội bánh nè mọi người, và mình được trải nghiệm rất nhiều cái thú vị luôn. Và hơn ai hết mình cảm nhận được sự vất vả, sự khó khăn của tất cả mọi người khi mà tham gia vô những cái hội chợ, những cái lễ hội bánh để bán như thế này. Qua clip này mong là mọi người sẽ đến ủng hộ bà con của em nha. Vẫn còn 5 ngày nữa, nếu mà lễ mọi người chưa biết đi đâu chơi thì mọi người hãy ghé lễ hội bánh dân gian Cà Mau nghe.